Alo, xin chào các bạn nha. Chào mừng các bạn đến với video mình. Mình là Hải 3K46. Thì đến với video của mình hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chuyển đổi góc nhìn trong LL bản mới nhất. Vâng, cái này vừa phần mềm Lego Direction sẽ giới thiệu các bạn, và nó ra cách đây tổng khoảng nửa năm hay một năm gì đấy đấy. Thì mình đã dùng thử của mình thấy rất ok. Nó mặc dù chỉ áp dụng trong replay nhưng mà mình cảm giác là ổn đấy các bạn ạ, rất dễ sử dụng nhá. Cài đặt thì mình sẽ hướng dẫn và đưa đường link cho các bạn ở ngay bên dưới video thôi ạ. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ vào luôn vấn đề chính là làm như thế nào có thể chuyển đổi góc nhìn. Cái việc chuyển đổi góc nhìn không những làm cho các bạn đẹp đã mắt mà còn các bạn có thể làm được phim LL đấy, phim nhá, phim highlight mà có quả mẹ góc nhìn thứ nhất, nhìn ngang ok luôn đấy các bạn ạ. Vâng, thì ngay bây giờ thì mình sẽ dẫn các bạn nhà này, các bạn vào lịch sử đấu cho mình ạ, của mình hay của người khác được, miễn là lịch sử đấu xem được replay ạ. Vâng, tải về cho mình, tải về đây, tải về. Thì các bạn có thể add lịch này để có thể đánh mình, hoặc là có thể hỏi các thủ thuật về LL qua link này, và mình sẽ đưa cho các bạn đường link Facebook. Vâng. Sau khi đó thì mình sẽ mở Lego Direction ra, các bạn hãy tải về cài đặt nhé. Nói chung là cái này nhẹ thôi, không có gì hết. Mở lên. Vâng. Mở lên đây. Đợi một tí cho cài đặt. À, cho nó mở, của mình cài đặt rồi. Vâng. Đợi một tí thôi. Đã mở Lego Direction. Vâng. Nó hiện nhảy đúng không ạ? Bây giờ là nó bắt mình vào replay thì nó mới mở lên cho mình. Ok thôi, mở thôi. Vâng. Thì mình sẽ mở và mình sẽ để ở chế độ cửa sổ. Các bạn có thể để full màn hình được, nhưng mình sẽ để chế độ cửa sổ hướng dẫn các bạn cho dễ. Ngoài ra cái này có một số cái là có thể tắt được cả một số hiệu ứng lằng nhằng nữa. Vâng. Hơi chậm một tí do mình đang quay video. Vâng ạ, ở đây là sau khi mình đang load xong rồi. Anh chờ nó đây. Vâng. Tại vì mình đang ghi hình đến nó sẽ bị giật lag. Tại mình không phải ghi hình trong trò chơi nên nó sẽ bị giật lag các bạn. Nên các bạn thông cảm mình nhé. Nó tưởng chỉ như này thôi. Mình có thể hơi giật, nhưng ở đây mình sẽ vào đây. Và các bạn có thể thấy là sau khi mở phần mềm này lên, Lego Direction lên đấy, nó đã có tượng khác không ạ? Khác không ạ? Vâng. Đây mình cứ tạm dừng lại cho các bạn nhé. Vâng. Thì bây giờ các bạn có thể thấy là ở đây là có cái, có ngay số cái số khung hình trên dây của máy quay ạ. Vâng. Thì mình sẽ ấn vào đây cho mình. Các bạn ấn vào đây cho mình. Rồi, sau đó nhá, các bạn sẽ được chuyển về góc nhìn thứ nhất. Và các bạn hãy dùng chuột để có thể di chuyển góc 360 độ. Vâng. Vâng. Đây. Điều khiển bằng cách dùng phím. Đây nhá, mình sẽ bảo các bạn nhè. Ở trong này mặc định của nó ấy, thì nó sẽ là nhè nhá. Phím số 8 mẹ tiến lên. Vâng, phím số 8 mẹ tiến lên. Phím số 6 để đi sang ngang. Phím số 4 để đi sang trái. Phím số 2 là không có đi lùi lại các bạn ạ. À đâu, phím số 5 là đi lùi lại. Đấy, phím 8 tiến lên, phím số 5 đi lùi lại. Phím thứ 4 là tiến sang trái, phím thứ 6 là tiến sang phải. Phím thứ 7 là quay sang phải. Phím số 8 là quay sang trái. Vâng ạ. Các bạn có thể nhìn thấy là ở đây phím nóng ạ, góc nhìn nhất ạ. Các bạn có thể thấy không ạ? Nó tích hợp mình luôn góc nhìn nhất này. Các bạn vào đây các bạn tùy chỉnh cho mình nhé. Bây giờ mình sẽ đây, mình xem thử tiến lại gần xem các nhân vật này như nào. Mình đang để đồ họa ở cái mức nó gọi là thấp ấy. Các bạn nào mà để cao thì ok luôn ạ. Tại vì mình đang quay video mà không phải mình quay cái khung game, thế là nó bị thế. Mình đang quay tổng thể cái desktop nữa. Thế là nó như thế ạ. Đấy, các bạn thấy ok không ạ? Các bạn có thể tùy chỉnh, mà còn nếu muốn tắt cái này đi, các bạn hãy này, mình quay định hướng nhé. Mình quay định hướng.
Đấy. Ok ạ. Thì đấy, như các bạn đã thấy thì mình đã hướng dẫn cho các bạn cách để có thể làm được, chuyển đổi được góc nhìn trong LOL ở Replay ạ. Thì nếu mà các bạn nào thấy video của mình hay thì hãy cho mình một subscribe and like, chia sẻ cho mình nhé, để mình có động lực ra những video thủ thuật mới nhất. Còn nếu mà cách làm phim như nào ấy, thì các bạn hãy dùng phần mềm tùy chỉnh. Các bạn lúc bạn quay này, các bạn dùng phần mềm quay game, xong các bạn ấn đi lên đi xuống đủ kiểu cho mình, xong rồi các bạn sẽ nhìn thấy một số highlight rất đẹp mắt đấy ạ. Vâng, thì video của mình đến đây rồi, thì mong các bạn ủng hộ cho mình một sub, một like, nên chia sẻ để mình có thể ra video mới khác. Chào tất cả bạn, mình hãy bạn cùng một sống.